Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admika. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành review một cái chiếc máy quạt không cánh các bạn nhé. Và đây là một cái chiếc quạt thông minh có kết nối wifi. Kèm với đó các bạn có thể thấy này, ở chỗ này nó là cái bộ lọc không khí của nó nữa. Đây là một trong những cái quạt mà gọi là mình đánh giá rất cao về cái tính đa năng, cũng như là nó cực kỳ thực dụng, xét ở trong một cái phân khúc giá là cực kỳ tốt các bạn nhé. Với phân khúc giá tầm khoảng dưới 2 triệu thì mình thấy rằng là hài hòa tất cả mọi thứ mình nói, kể cả là một cái thương hiệu tốt như là Akono nữa, thì mình thấy rằng là wow, em này rất đáng để mà có thể sở hữu, đặc biệt là ở trong cái thời điểm mà các cái thành phố cực kỳ ô nhiễm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thể thấy là cũng sắp bước vào mùa hè rồi, mà thực ra thì thời điểm này chính xác là đã bước vào mùa hè rồi, nên là việc mà nhu cầu để có một cái chiếc quạt ở trong gia đình nó thật sự rất là cần thiết, đúng không nào? Và thậm chí là em quạt này nó còn có thể là lọc không khí nữa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết để xem rằng là em này có những gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế. Thiết kế thì đối với lại một cái chiếc quạt mà không cánh như thế này thì thật sự rằng là nó rất ấn tượng rồi, đúng không nào? Trong nó rất là tương lai luôn. Đặt ở trong những cái không gian của chúng ta thì nó có thể là biến thành một cái món đồ giống như là trang trí nội thất vậy, giúp cho cái không gian sống của chúng ta nó trở nên nó hiện đại hơn. Thì đây là một điểm mà rõ ràng là về mặt thiết kế của cái chiếc quạt không cánh này nó đã làm rất tốt rồi. Thật ra bảo là quạt không cánh là vì chúng ta không thể nào nhìn thấy cánh của nó thôi, chứ nó vẫn có cánh các bạn nhé. Này, cánh thì nó sẽ nằm ở bên trong này. Nó sẽ tận dụng những các cái luồng khí từ các cái lỗ nhỏ này, sau đó là nó sẽ phát khí ra ở đây đấy, nó tạo gió ra ở cái chỗ cái vành này. Thì các bạn cũng có thể thấy luôn, thiết kế của nó đơn giản là như thế. Thì với cái thiết kế như thế này, thứ nhất là nó đẹp như mình đã nói, và cái thứ hai nó sẽ cực kỳ an toàn đối với lại những gia đình nào mà có em nhỏ, không sợ các em nhỏ là nghịch rồi là chọt tay vào bên trong cánh quạt, đúng không nào? Rất là nguy hiểm. Thì đối với lại cái quạt này chúng ta sẽ không cần phải lo như thế. Con này thì nó sẽ có cái góc xoay ngang rơi vào tầm khoảng là 45 độ các bạn nhé. Đó, bên trái 45 độ, bên phải 45 độ. Còn về cái góc xoay dọc của nó thì nó sẽ là khoảng 15 độ các bạn ạ. Đấy, 15 độ như thế này. Và với một cái quạt như thế này thì cái điểm mình thấy hạn chế duy nhất đó chính là việc nó không có cao thôi. Đấy, chúng ta phải sử dụng, muốn cao là phải sử dụng một cái ghế để mà kê lên, hoặc là bất kỳ một cái dụng cụ nào đó. Còn nếu như nhà bạn nào mà có tủ tivi dài rồi đấy, đặt vừa đặt tivi rồi là đặt thêm cái quạt này nữa thì nó vô cùng hợp lý luôn các bạn nhé. Đấy, chúng ta ngồi sofa xem tivi thì cái quạt này nó sẽ phục vụ ở mức gần như là tối đa, phát huy được cái công dụng của nó rất là tốt. Đấy, và với một cái chiếc quạt như thế này thì nó sẽ có tới 9 mức làm mát khác nhau các bạn nhé. Như vậy là chúng ta có thể là tinh chỉnh được theo cái nhu cầu gọi là sát nhất luôn. Với những cái quạt bình thường thì nó chỉ tầm khoảng là 3 đến 4 mức là cùng. Đấy, thì đôi khi chúng ta muốn 2 mức rưỡi hoặc là 1 mức rưỡi thì lấy đâu ra. Nhưng mà thật ra con này cũng không phải là có 9 mức đâu, mà nó có tới là 10 mức lận. Tại vì nó sẽ có thêm một cái mức gọi là mức boost, là cái mức cao nhất nữa, được xem như là cái mức thứ 10 ấy, thì lúc đó nó quạt rất là mát luôn. Cái quạt này thì nó cũng rất là nhẹ nữa so với lại những cái quạt thông thường. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, nó không có cồng kềnh. Cái thứ hai là nó chỉ có tầm khoảng 3kg thôi. Đấy, thì có thể là mang qua giữa các phòng đều được. Đây là một điểm mà mình cũng đánh giá là nó cực kỳ tiện các bạn nhé. Có thể là ban ngày chúng ta để ở phòng khách, rồi là trưa ăn cơm thì để phòng bếp, còn tối ngủ thì mang vào trong phòng ngủ rất là bình thường. Đấy, thì với một cái chiếc quạt như thế này, nó cái việc mà di chuyển của nó rất là đơn giản các bạn nhé. Và nó sẽ có tới 3 phương thức điều khiển khác nhau. Đầu tiên là cái remote, như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta điều khiển từ xa rất là dễ dàng. Cái thứ hai ấy, là chúng ta có thể là điều khiển thông qua cái màn hình cảm ứng này. Đấy, rất là tiện, rất là nhạy luôn các bạn nhé. Mình sẽ ấn thử cho các bạn xem luôn. Như các bạn có thể thấy rằng là mình ấn nhanh cỡ nào thì cái tiếng beep nó cũng đi theo cái từng lần ấn của mình như thế. Chứng tỏ một điều là nó phản hồi rất là nhanh, rất là nhạy luôn với một cái màn hình cảm ứng như thế này. Và chúng ta còn có thể là kết nối với một cái app có tên là Smart Light để mà có thể điều khiển từ xa, để mà có thể hẹn giờ, cái thứ này kia rất là tiện luôn. Thì đây cũng là một cái chiếc quạt mà mình nói ở đầu video đó, là nó là một cái chiếc quạt thông minh, nên là nó có thể kết nối wifi và điều khiển từ xa cực kỳ dễ dàng. Và thường ấy, những cái chiếc máy lọc không khí mà
xét ở trong phân khúc giá khoảng 2 triệu như thế này đi, thì cái miếng lọc của nó chỉ là miếng lọc một hướng thôi. Điều này thì thứ nhất là nó lọc không sạch này, và cái thứ hai là nó lọc cũng lâu hơn. Còn đối với lại bộ lọc bên trong cái chiếc máy quạt Akono này, nó sẽ là bộ lọc hình trụ tròn, tức là 360 độ như thế các bạn ạ. Thì nó sẽ giúp cho cái khả năng lọc nó hiệu quả hơn. Nó còn có thêm một cái phiên bản loại lọc HEBA H13 4i1, thì nó sẽ có thêm một cái lớp than hoạt tính màu đen, sẽ giúp lọc được những cái bụi mịn 0,3 micron này, vi khuẩn này, lông động vật này, phấn hoa, nấm mốc, nói chung là tất cả những cái bụi bặm mà nói chung là nó nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người thì nó đều lọc được hết. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái không khí, không gian nó trong lành hơn đối với lại cái chiếc quạt đến từ Akono như thế này. Bên trong cái quạt này thì nó sẽ sử dụng cái động cơ DC không chổi than cao cấp, nên là rõ ràng là tuổi thọ của nó sẽ rất là cao so với lại những cái quạt mà sử dụng động cơ chổi than rồi. Điều này thì chúng ta cũng đã rất quen thuộc, thì đây cũng là một trong những cái công nghệ rất là mới, rất là bền. Sử dụng trong một khoảng thời gian dài thì chúng ta cũng sẽ không có sợ hỏng hóc gì đâu. Mà cơ bản đây là hàng chính hãng nữa, cho nên là khi các bạn mua các bạn sẽ cực kỳ yên tâm. Đấy, nó không phải là hàng nội địa, hàng nhập khẩu gì đâu mà chúng ta sợ rằng là cái khâu bảo hành lỡ như mà có hỏng hóc gì đó thì nó sẽ khó khăn. Không có các bạn nhé, hàng chính hãng thì cực kỳ yên tâm. Và kèm với đó thì cái chiếc quạt này đang được bán với mức giá nó rơi vào tầm khoảng là 2 triệu thôi. Cho những cái tính năng bao gồm là, thứ nhất, thiết kế nó cũng được xem là tính năng các bạn nhé. Thiết kế rất là thông minh, rất là hiện đại, rất là hay. Và cái thứ hai nó là quạt không cánh, rất an toàn cho nhà có em nhỏ, cái thứ này kia. Rồi là chúng ta sẽ còn có thể là kết nối điều khiển thông qua wifi, rồi là tích hợp thêm một cái khả năng lọc không khí rất tốt nữa, có đèn UV bên trong để mà nó khử trùng tốt hơn. Đấy, đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn về cái chiếc quạt không cánh lọc không khí thông minh Akono này. Vậy còn các bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.